Rồi, hôm nay là 22 tây tháng 4 2020 nha. Mình chích ngừa Kare cho bé Poodle. Bé này là Tiny Poodle, Tiny Mid Teacup nha. Bé xíu màu nâu đỏ đậm. Rồi, hôm nay thì mình sẽ lấy thuốc chích ngừa Kare cho bé nha. Mũi 1. Rồi, ok, cho vô.